Cái gì đấy các bạn? Một quả đất các bạn ạ. Quả đất mọc trên cành vải. Ôi rồi hay không? Đây cành vải này các bạn nhìn này. Đây, một quả đất to đùng. Một quả đất mọc trên cành vải. Chắc hơn một lần các bạn từng nghe câu tò vò mà nuôi con nhện. Đến khi nó lớn, nó quẹn nhau đi, tò vò ngồi khóc tỉ ti. Nhện ơi, nhện hỡi, mày đi đường nào? Ngày còn nhỏ mình hay nghe cái câu ca dao đấy của bà mình đọc, của mẹ mình đọc, cũng như của nhiều người đọc. Và mình được biết như thế này. Cái tổ con tò vò ấy là chúng ta bóc nó ra, chúng ta thấy con nhện, con sâu trong đấy. Thì hóa ra không phải tò vò nó nuôi con nhện các bạn ạ. Mà là tò vò nó đẻ trứng vào trong đấy và nó bắt một số sâu nhện côn trùng vào để nó nuôi con nó. Sau này trứng con tò vò nó nở ra. Thì con tò vò nó sẽ ăn dần cái thực phẩm mà mẹ nó tích trữ. Bây giờ mình kiểm tra xem có phải không nhá. Hiện tại cái tổ này chưa hề có lỗ thủng. Chắc chắn là còn ở trong này. Úi, 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 từ từ, khai quật dần. Úi, 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 rồi. Đây. Ui, đây rồi, các bạn ơi, con sâu, đúng rồi, con sâu, một con sâu. Úi, cả con nhện, con đen đen nữa, đây, con sâu. À, con này là con tò vò này các bạn ạ, một tổ. Ui, nó ăn hết bao nhện con rồi. Đấy, đấy, con nhện con, đây này. Mình lấy cái cây que mình khều nhẹ nhẹ ra nhá. Con nhện bé tí đấy. Con nhện nhỏ nhỏ đen đen. Một con tò vò. Một con ong. Ui, đây là phân. Một tổ. À, có hai con. Đây con nữa. Hay là con mồi nữa nhỉ? Ấy, hai con, hai anh em. Hai chị em, một tổ có hai con. Ui, con này nó bò mầm kìa. Thử tiếp thứ hai. Ui, chết rồi, cắt thùng rồi. Đây, ui, con này vậy. Để một cái chén, mình để một chén. Một con này. Hai, một, hai, ba. Chắc mình cậy rồi nhỉ? Bây giờ cắt thùng nó chết mất. Không may cắt bên nó, mình bóp nhá. Đây, lật ra. Ui, 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 ui. Ui, cho lên một tí. Ui, quá trời ơi. Ui, bóp dí mất rồi. Ui, đây một con chết rồi. Bóp mạnh quá, chết rồi. Ui, nát bét. Nát bét. Nát mất con rồi. Đây. Đây. Bốn con. Đây. Năm con. Ui. Con này chết hay sao nhỉ? Không thấy. Sáu con. Ui, tổ to thế. Con này không thấy. Đây, xem nào. Ui, con này chết hay sao? Không thấy. Ui, con này chết rồi. Mấy con nhỉ? Đấy, tổ này các bạn nhìn này. Ấy, ôi con này gần thành ong rồi này. Các bạn nhìn này, đây con ong tò vò này. Con tò vò đấy. Con tò vò đấy, con này thành ong rồi. Úi giời ơi, một cái tổ hiện đại chưa. Đây một con nữa. Thêm một khèo xem nào. Ấy, ôi giời. Hai anh em, hai con, hai chị em. Có hai con cùng một tổ. Ấy, một con bò. À, đây con này có thành hình như này. Ấy, tổ từng cực to. Ui, con này. Ui, chết thì sao. Thối rồi, chết thật. Ui, đây con bé tí này. Ui. Nó đang chuyện nhộng các bạn ạ. Ui, bọt. Ui, trời. Ui. Đây. Úi, xem còn không? Hết rồi, mình nghĩ hết rồi. À, còn một tổ. Úi. Nhiều chưa? Mình không tính những con chết và nát nha này. Tổ to chưa? Mình chỉ đếm được. Ở đây còn nữa này. Đây con này mình bóp chết giết rồi. Mình đếm được bao nhiêu con nhá. Một con. À, đây con nữa, đây còn một con này. Hai con.
3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10, 11, 12. Ui, 12 con, nhiều chưa? Đây chính là con tò vò nhé các bạn nhé. Vậy con tò vò nó dạng ong. Đây con ong đây, mình bắt một con lên cho các bạn xem. Nó dạng ong. Khi mẹ nó nở trứng ra thì mẹ nó đẻ làm tổ bằng đất. Thông thường làm trong cái bờ tường, ống tre, những chỗ kín, thậm chí cả trên ngọn cây. Trên cây cái vải nhà mình đây, mình đi tỉa vải mình thấy. Mình bắt về mình xem. Và không phải là con tò vò nuôi nhện đâu, mà tò vò nó bắt các loại côn trùng sâu bọ về nó cất trữ trong đấy, để tích trữ trong đấy, để cho khi con nó nở trứng ra thì nó ăn. Thôi chào các bạn, mình u rồi các bạn nhìn nhiều chưa? Mình quay một tí làm kỷ niệm, chưa thấy bao giờ thấy tổ tò vò to như này.